Vừa qua tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác quản lý phát triển cụm công nghiệp nhằm đánh giá vai trò cụm công nghiệp, chính sách quản lý và phát triển đối với các cụm công nghiệp hiện nay, từ đó đề xuất thống nhất các giải pháp để tiếp tục quản lý chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cụm công nghiệp trong thời gian tới. Báo cáo tại hội nghị, ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương cho biết, thời gian qua, Bộ Công Thương đã chủ động tham mưu Chính phủ quản lý cụm công nghiệp trên phạm vi cả nước. Đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý cụm công nghiệp hiện hành về cơ bản đã tạo hành lang pháp lý quản lý, phát triển cụm công nghiệp thống nhất từ quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp đến đầu tư xây dựng hạ tầng, sản xuất trong cụm công nghiệp. Hiện nay, các địa phương thực hiện nghiêm công tác quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp theo trình tự, quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong việc quản lý, đầu tư phát triển cụm công nghiệp, như một số địa phương chưa lập quy hoạch phát triển nên gặp khó khăn trong đầu tư phát triển cụm công nghiệp, hoặc một số địa phương chậm điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa bám sát nhu cầu phát triển công nghiệp cũng như điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông trên địa bàn nên phải điều chỉnh bổ sung nhiều lần. Việc lập trình phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, trong đó có phương án phát triển cụm công nghiệp tại nhiều địa phương còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thời gian vừa qua, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, quy định của nhà nước, các địa phương đã triển khai thực hiện khá nghiêm chỉnh và đạt được một số kết quả nổi bật trong công tác phát triển và quản lý cụm công nghiệp. Nhận thức về sứ mệnh, vai trò của các cụm công nghiệp tại các địa phương được nâng lên rõ nét. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quản lý và phát triển cụm công nghiệp thời gian qua và yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trong thời gian tới. Đó là các tỉnh, thành phố cần phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới, thống nhất việc chấm dứt thu hút đầu tư ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khẩn trương xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại trên cơ sở chiến lược quốc gia và chiến lược phát triển ngành, phát huy lợi thế của địa phương, phải tạo ra các ngành công nghiệp nền tảng để từng bước tham gia chuỗi cung ứng sản xuất toàn cầu, đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp hóa chất, công nghiệp vật liệu, chế biến chế tạo, đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh, tập trung xây dựng và ban hành hệ thống các cơ chế, chính sách đủ mạnh và đồng bộ, bảo đảm ổn định để có thể thu hút các nhà đầu tư và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo sự thông thoáng, hiệu quả hơn trong thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp hạ tầng và doanh nghiệp đầu tư thứ cấp, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp. Bộ trưởng giao Cục Công Thương địa phương tổng hợp các ý kiến tại hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo và gửi lại các sở công thương góp ý trước khi Bộ có văn bản chính thức trình Chính phủ.